Mọi người, chào mọi người, lại là tôi. À, hôm nay thì tôi có mua một cái con, gọi là cái con bé xíu á, để mà chơi cho cái hộp trống lúc này. À, hôm nay tôi vừa mới mua trên Shopee chỉ đã 15 cành đó, trong suốt luôn. Là ok, tôi sẽ bóc nó. À, tôi chỉ nhớ là nó màu xanh lá cây thôi. Đó, đây là màu xanh. Ê, tôi cứ tưởng cái vỏ màu xanh lá cây á. Cái này tôi mua của cái em lớp 1 ở... À không, ở tôi nhớ là lớp 3. Ừ, lớp 3 bọn nó ăn cái kẹo bên ngoài cổng trường tôi. Thằng nó gói lại là sao? Cái một cái vỏ nó xinh nha. Nhưng mà tôi không thích cái này cho lắm, tại nó xấu. Cái vỏ bên này, cái vỏ như thế này, nhưng mà cái hình nó không được đẹp nhá, cái vỏ xinh nha. À, thấy cái này có điểm nó đó đi. Em mày nghe, em tôi sẽ móc thử cái con này nhé. Em mà sắc thấy có điểm rồi này. Em bảo nó quá xấu ấy mà nha, mà nó nhau nhau. Em để cái mặt hơi bẩn đi. Mọi người ơi, em xe không có xinh cho lắm nè. Ê, cái con này mọi người muốn mua như thì đang nằm một con em nhỏ hơi xấu tí. Ê, cái lông nó không có đẹp ấy. Rồi, ok. Đó, sẽ điểm nó ở đây. Đây sẽ là phòng của em đó. Bây giờ tôi sẽ lấy đồ một trang trí. Tôi không có cái rơm thế này màu xanh, mọi người chỉ có màu hồng thôi. Cho cái vỏ của cái lốc măn tu vào. Tôi không có xì kiểu nghịch kịch lâu lâu ấy. Ở lớp 1, lớp 2, lớp 3 bọn nó mấy cái đồ trẻ trâu kiểu mình thích mấy rồi ấy. Bây giờ không biết là mình chơi cái gì luôn. Có để đồ sẵn dài. Ok, bây giờ mình cho mọi người xem cái gối của bọn nó và cái chăn. Rồi, không biết đâu nó giờ đâu, không là cái thứ đó. Thay kể đi, chỉ vô em chỉ là vì mình đủ bình. Cái này mình không có lộn. Bắt đầu cái cơ. Này là cái gì, cái chăn này. Vãi, tên xấu đó. Cái này cái gối hay là cái kẹp tóc mọi người. Cái này nó khổ nha mọi người. Dẹp mình cần nhớ cái hộp cho này nè. Là thứ mình làm nhưng không phải mình mua đi mọi người. Cái này mình không biết mình làm cái gì. Ok. Thôi nhưng mà bây giờ mình sẽ cái con cái hộp mà nó không có ấy đâu. Mình chỉ mua cái này hay là mấy cái nồi này thôi. À, đây con đó cho nó mới cũng xong ngẫu hết trời. Có như vậy à? À không, cái chạm nó rất nguyệt lại nè. Này đúng không? Này đúng không? Này đúng không? Cái này rồi. Đã thấy mọi người cái này con này nó làm kiểu gì. À, xin. Đây đã có một cái góc bị cong ấy. Xuất sắc. Mới xong tí rồi xem.